always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining. Trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé, để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi,
thấy không còn tìm anh nói rất cần em. Em cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi không đổi thay. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn nay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại. Đây là bác và cháu ạ. Hôm nay là bác là đại diện cho nhà trai, sẽ có những lời phát biểu và chia sẻ với gia đình nhà gái. Còn tôi là bố của cháu, còn đây là mẹ của cháu ạ. Thế còn nữa là các chú, các cậu của cháu, và cũng như là đại diện một số gia đình thân. Gia đình hôm nay cũng có mặt để vào chương trình, thì cũng xin phép các cụ công, các bà, các bác, các chú gì và các anh chị trong họ nhà gái, thì bác Sơn là bác cha, bác ruột của cháu thì sẽ thay mặt nhà trai có lời nói chuyện với các cụ công. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các cô, các chú cũng như các bạn gần xa của hai cái gia đình của cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai bên gia đình, là bố mẹ của cháu Hoàng, là bố mẹ của cháu Linh, gia đình nhà trai chúng tôi, và đặc biệt là vợ chồng chú Đạt, cô Thủy. Cha nhà tôi cho sửa cái lễ ăn hỏi, xin chuyển nhà gái. Điều đầu tiên họ nhà trai chúng tôi là xin thay mặt cho cả họ chúc mọi nhà gái sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Điều thứ hai nữa là các cụ có nói là sinh con thì phải có trách nhiệm nuôi con khôn lớn, và khi con đã đủ tuổi thành hôn thì phải lo dựng vợ cả chồng. Theo cái quy luật đó thì ngày hôm nay họ nhà trai chúng tôi xin phép họ nhà gái được chính thức chuyển lễ ăn hỏi của nhà trai đến họ nhà gái, để tác thành cho sự hôn nhân của cháu Mai Thế Hoàng, cháu Nguyễn Vũ Linh. Thưa các cụ, các ông, các bà cũng như quan viên họ nhà gái, trước đây các cụ quan niệm cái việc cưới xin ăn hỏi là cái việc trọng đại trong cuộc đời của con người, bởi vì các cụ nói gì, tậu châu cưới vợ là nhà là ba cái việc lớn. Ở cái thời mới bây giờ ấy, châu thì không phải tạo, bây giờ là tạo nghiệp, làm công ăn việc làm. Cái việc cưới vợ thì ai cũng thế thôi, trai luôn luôn đừng vợ, gái luôn luôn cao cao. Ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp, thời tiết cũng phù hợp, có thể nói tức là trời đất cũng giao hòa với hai gia đình, tạo một cái khung cảnh thời tiết rất là đẹp, nắng ấm, khô ráo, không mưa. Tôi cho đấy là cái điểm lành đối với cái tổ hôn nhân của cái cháu. Cái điều thứ hai nữa là về trách nhiệm, thì thưa với các cụ, xưa đây thì các cụ cứ nói là khi cháu bé cháu ở với gia đình thì trách nhiệm là nhà gái chúng tôi phải lo, và khi cháu lớn rồi, dựng vợ và chồng rồi thì coi như trách nhiệm là của bạn trai. Vì sao?
thì bây giờ các cháu nó đã về làm dâu bên đấy thì trách nhiệm là bên chàng trai, đấy là theo cái quan niệm ngày xưa. Tôi nghĩ rằng là bây giờ trách nhiệm đối với, vì sao bây giờ trong luật hôn nhân đấy người ta đang là vận động là cái bình đẳng hóa ba nữ, nhưng là trách nhiệm nhà trai hay nhà gái thì tôi nghĩ là xưa các cụ nói một câu là thông gia hai nhà là một, thì bên chúng tôi ở nhà trai hay bên các cụ nhà gái chúng ta vẫn tiếp tục phải có trách nhiệm với các cháu. Bởi vì sao? Các cháu còn quá trẻ, kinh nghiệm cuộc sống chưa có gì, nhưng mà cuộc sống hôn nhân bây giờ hai con người sống ở hai môi trường khác nhau, hai gia đình khác nhau, hai thói quen, hai tập quán khác nhau, bây giờ về sống chung với nhau thì dứt khoát sẽ có những cái điều bỡ ngỡ và sẽ có những cái điều nó chưa phù hợp, cho nên sẽ có mâu thuẫn. Cái vấn đề là gì? Cái xử lý mâu thuẫn như thế nào thì nó thuộc vào kinh nghiệm sống của các cháu, trong cái quá trình các cháu bươn trải cuộc đời các cháu xử lý cái đó như nào. Thì cũng có thêm một cái tác động nữa là gia đình cũng là một cái để gợi ý cũng như là tư vấn cho các cháu khi giải quyết những vấn đề phát sinh. Chính vì thế cho chúng tôi đặt vấn đề là gì, bên nhà trai chúng tôi cái vai trò trách nhiệm cao hơn đối với vai trò bên nhà gái, thế nhưng mà trách nhiệm hai họ chúng ta là cùng nhau phối hợp để khi có những cái tình huống mà các cháu nó phát sinh ra những cái mâu thuẫn và không xử lý được thì chúng ta phải bàn bạc tìm cách giúp đỡ các cháu. Đây là ta nói những cái điều trước để nếu như tình huống nó xảy ra thì ta xử lý thì nó dễ. Còn tôi hy vọng là các cháu ở với nhau nó sẽ thông dòng bé chuột và coi xuôi buồn mắc mái là các cháu ở với nhau. Và điều mong muốn không phải riêng họ chúng tôi, cũng họ nhà gái là các cháu sẽ ăn ở với nhau và đến mãn cuộc đời này. Ngày xưa các cụ là ăn ở với nhau đến đầu bạc răng long, thì các cháu nó văn nghệ nữa là đầu bạc dễ thôi nhuộm nó bạc ngay, răng long thì nhổ đi ngay. Tôi nghĩ là không, thật ra cái điều đó bạn, khi mãn cái cuộc đời này các cháu vẫn ở với nhau hạnh phúc trăm năm, đấy là cái điều mà chúng tôi mong muốn đấy. Và điều cuối cùng là chúng tôi xin phép các cụ là để cho cháu Hoàng được vào đón cháu Linh và lên cáo biết tổ tiên cái phần lễ ăn hỏi của chúng tôi. Xin phép các cụ như vậy. Cảm ơn. Xin thưa quan viên bên họ nhà trai, hôm nay là ngày lành tháng tốt và họ bên các quý vị bên họ nhà trai có cái lễ tới ăn hỏi là, thì là chúng tôi cũng rất là vui mừng và đồng thời là cũng có cái lời phát biểu mà chúc cho cái mối lương duyên của hai cháu là nó là bền chặt. Thế và đồng thời là khi mà các cháu gắn kết với nhau ấy thì tôi nghĩ rằng là cái sự nghiệp mà 10 năm thì phải trồng cây và 100 năm thì phải trồng người, cái việc đấy là nó theo quy luật tự nhiên, đồng thời là nó cũng là cái sự kiện trọng đại nhất ở trong cuộc đời của các cháu. Thế vì vậy mà tôi cũng rất là vui và đồng thời là tôi cũng có ý kiến, tức là khi mà các cháu gắn kết với nhau ấy thì tôi quan niệm rằng là nhà trai hay nhà gái là đều là một. Bởi vì sao? Bởi vì là con thì là con chung, thế và cái sự nghiệp phát triển trong người ấy thì là phải cả hai họ là cùng vun đắp thì là nó mới là phát triển và đồng thời là nó mới phát triển mỹ mãn. Thế vì vậy mà tôi nghĩ rằng là khi mà đã là con chung ấy thì là ta không nên phân biệt là nhà gái hay nhà trai, mà người ta nói là tứ thân phụ mẫu thì là nhà trai và nhà gái là cùng phải có trách nhiệm. Thế và khi mà hai cái con người mà gắn kết với nhau thì nó có rất là nhiều cái khác biệt, thì cũng sẽ phải có cái sự dìu dắt và giúp đỡ của gia đình. Thế bây giờ tôi nghĩ là
là cái các cháu là chắc là nó cũng tìm hiểu nhau là cũng là tương đối lâu và nó cũng là kỹ càng, nhưng mà những cái khi mà cuộc sống chung thì nó có nhiều những cái mà nó những cái khúc mắc nhỏ, thì cái việc đấy thì nếu mà có hai gia đình hỗ trợ giúp đỡ thì là nó cũng không vấn đề gì cả. Vấn đề là vì một cái sự phát triển chung và vì một cái sự nghiệp chồng người. Thế và tôi cũng mong rằng là như này, tôi thì là bác. Thế và đây là cũng bốn người là cũng là đều là bác cả. Còn kia là bà nội cháu và bà trẻ cháu. Thế thì là cùng một cái lực lượng mạnh như thế mà coi như là xúm vào mà coi như là hỗ trợ mà giúp đỡ, thì tôi nghĩ rằng là cái sự bỡ ngỡ ấy nó cũng sẽ qua đi thôi, nó cũng sẽ không vấn đề gì cả. Thế thì là hôm nay quả nhiên là một ngày rất là đẹp. Thế thì gia đình bên họ nhà gái là cũng gửi lời chúc sức khỏe và gửi một cái lời mà coi như là cùng nhau gắn kết để mà đưa cái mối lương duyên của cháu Linh và cháu Hoàng trong cuộc đời nó được mỹ mãn. Thế là tôi xin hết ạ. Anh thấy cuộc sống ôn hơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Quá, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Giang người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải u buồn. Từ giờ về mai sau dành em mọi điều em muốn. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta thường phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắm.
sẽ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. So beautiful and wide, and for
she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful quý cha, nhà ai có cô dâu hiền ôn.
thay có con lợn quay rồi đầy mâm câu đầy buồn đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trông buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm thiên thời địa lợi thời tiết hôm nay là trời hơi se lạnh cho ngay
nắng ấm, thời tiết rất đẹp. Ngày hôm nay cũng là ngày rất là đẹp, nên là trên đường tôi đi thấy rất nhiều đám cưới, còn là ngày hôm nay là cực tốt tại các. Và trong cái tinh thần đấy thì chúng tôi những đây xin phép gái cho phép chỗ hoàng được công linh và chào hai người và thông báo luôn với lại bên họ nhà gái là về gặp thời gian thì cũng chín rưỡi họ nhà gái tôi là xin phép để tiết kiệm. Còn trong cái thời gian từ sau khi mà bà cháu đã chào vào được xong thì dành thời gian để cho các cụ nhân viên và cố gắng là vào 9:30 thì đã kết thúc thì sẽ đến đây. Có cái điều thuận tiện là hôm nay là sáng chủ nhật, cái phương tiện đi trên đường nó cũng không đông, cái việc đi lại cũng là đề phòng, nếu nó có bất chắc gì đấy thì nó đường chẳng hạn hay là có cái cụm va quẹt ở trên đường ngăn mình không đi được, đang cái chủ động là ta về sớm để ta về cái đấy, nếu mà còn thời gian thì ta có thể triển khai các cái việc khác đấy. Cái điều thứ hai nữa là cũng như hôm trước tôi đã có ý kiến là hôm nay là sau cái phần tổ chức đám cưới cho các cháu xong thì mời các cụ ông các bà với mọi người gái là lưu lại đi xuống Nam Định để cái nơi mà bố mẹ cháu hiện nay đang ở, như là cái nơi mà sau này các cháu đi bỏ lên chồng là các cháu sẽ lưu được đi đấy, thì các cụ là tiền đi thăm theo cái lời mời của hơn cháu chúng tôi đã đặt vấn đề ngày nay là xin nhắc lại như thế. Rồi bây giờ xin các cụ là cho phép cháu vàng bao đêm anh thức viết thư tình gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sao lắng, ta xa nhau đã bao mùa qua. Anh trong khuya lẻ bóng đứng một mình, gió bên nhẹ ru làm nhớ thêm. Đêm nay không có em bên mình cùng sưởi ấm, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Anh gọi mãi tên em người ơi, nhưng chỉ thấy sao xa ngút ngàn những câu hát, những nỗi niềm riêng viết lên đây mong người sẽ thấy. Anh gửi gió yêu thương vào mây, anh gửi mãi không sao lấp đầy nỗi chung vắng thao thức từng đêm thấy nghẹn ngào nhớ em dạt dào. Nói chung đấy vào đây thưa các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà chúng tôi bây giờ không gọi là hai nhà hai họ nữa, bởi vì ngày từ ngày hôm nay trở đi thì hai họ là một. Hai gia đình chấp nhận từ giờ trở đi cháu Hoàng sẽ là con, là cái trong gia đình. Tôi thay mặt cho họ được ủy quyền của coi như cô chú, tôi là anh coi như chú rể, bố chú rể, cô dâu, xin chấp nhận người của họ, xin coi như chúc thay mặt cho họ, chúc các cô, không các bà một sức khỏe dồi dào. Thank you.
vào xuân chưa anh, sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xuân sao, hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao, ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chiến trắng rền vàng. Ngày vào xuân thanh thang xuân sao, gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân. Sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có ai ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Thằng cũ tí anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân. Vào xuân xuân sao, hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao, ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chim trắng rền vàng. Ngày vào xuân thanh thang xuân sao, gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời em đâu dám. Sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sang. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sang. Gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương
trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, môi kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Anh gửi gió yêu thương vào mây, anh gửi mãi không sao lấp đầy.
thấy nghẹn ngào như em giạt dào. Kính thưa quý vị, như vậy là giờ phút đẹp nhất, giờ phút hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể đến. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể của ta trở về trước hôn trường để làm thủ tục chính thức trong ngày vui trọng đại. Trân trọng kính mời ạ. Đâu có phải mùa xuân hoa mới nở, mà hoa nở từ bốn mùa xuân hạ thu đông. Đã dặn là nghĩa vợ chồng, dẫu cho kết núi cạn sâu chẳng rời, đá dâu lát vàng dâu phai, trăm năm thiết nợ chẳng quên lời thề. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể, tay trong tay cầm bó hoa tươi thắm luôn luôn rạng rỡ nụ cười trên đôi môi, đang trở về trước hôn trường để làm thủ tục chính thức trong ngày vui trọng đại. Xin tất cả hôn trường một tràng vỗ tay ạ. Cô dâu rể không thể thiếu bậc sinh thành dưỡng mẫu của hai gia đình. Xin trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể. Cuối cùng là bước lên sân khấu ạ. Chính để chúc mừng hạnh phúc cô dâu rể cho các tôi xin giới thiệu toàn thể hội trường. Bên họ nhà trai có sự biểu hiện của bố là ông Hoàng Gia Đạm và mẹ là bà Lương Thị Thủy. Xin tất cả hội trường một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt ạ. Và bên họ nhà gái có sự hiện diện của cậu thay mặt cho bố là cậu Dương Kim Sinh và mẹ là Trần Thị Ngọc. Một lần nữa toàn thể hội trường vỗ lên một tràng vỗ tay ạ. Và để đáp lại tất cả con viên ai họ đến chúc mừng về hạnh phúc của hai con, xin trân trọng kính mời hai bên mình cũng như cô dâu rể cúi đầu chào toàn thể quan viên hai họ. Hôm nay ngày tốt tháng lành, đẹp duyên đẹp phận đã thành phu thê, thiêm tràng hạnh phúc phòng quê, trăm năm tứ chọn lời thề thủy chung. Trăm năm chỉ có một tháng chỉ có một ngày trong đại nhất chỉ có một giờ. Giờ lắm đây đẹp nhất của cô dâu chú rể, tờ thanh nông hoàng đạo, giờ lắm gạo nhiều tiền. Lần đầu tiên, cho các tôi thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho cô dâu chú rể, xin kính chào toàn thể các cô ông bà, cô dì chú bác gần xa, về đây sum họp một nhà, mừng cho hai bạn mặt mà tơ duyên. Về sự buổi lễ thành hôn hai bạn trẻ hôm nay, có rất nhiều cô gái xinh đẹp má đỏ hây hây, có rất nhiều chàng trai trung thủy với tình yêu. Vâng, anh chắp cánh chim bay về tổ, anh mở đường cho đôi đứa yêu nhau, bấy lâu xa cách kịp cầu, anh mong em đợi, bấy lâu mong chờ. Gặp nhau rồi trong lòng một cứ ngẩn ngơ, mơ một mái ấm hạnh phúc bây giờ là đây. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự chứng kiến toàn thể hội trường trong ngày vui trọng đại. Một lần nữa toàn thể hội trường, chúng ta lồng nhiệt vỗ lên một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chân chất trọng tuyên bố lễ thành hôn hai bạn trẻ. Thế Hoàng Billy Cường bắt đầu. Kính mời toàn thể hội trường cùng hướng mắt lên khấu để đón xem giây phút trọng đại nhất toàn thể hội trường sẽ được chứng kiến ạ. Trân trọng kính mời anh chị sẽ bước lên phía trước một bước ạ. Sau đó quay mặt vào nhau ạ. Kính thưa quý vị, ngày vui trọng đại nhất của cô dâu rể thì không thể thiếu những chiếc nhẫn. Các cụ của ta được thấy rằng chiếc nhẫn là sợi dây tình bền kết chặt tình nghĩa vợ chồng trong ngày cưới. Vậy trân trọng kính mời anh chị trao nhẫn cưới cho nhau. Và chị sẽ đặt tay lên bó hoa. Hơi nhà chiếc ảnh tài ba, chụp đi chụp cảnh vợ chồng, chụp đi chụp cả tấm lòng yêu thương. Và trước khi chú rể lồng chiếc nhẫn bờ bình thì chú rể có thể hôn nhẹ lên tay ạ. Hôn nhẹ lên tay ạ. Và tất cả hội trường hôn lên một tràng vào tay ạ. Một trong giây phút trọng đại nhất và cảm động nhất ạ. Và trân trọng kính mời anh sẽ cầm hoa, sau đó cô dâu sẽ đặt anh ơi, chúc mừng anh ơi. Kính thưa quý vị, nhân này thấm đượm trầu cau, nhân này cô dâu chú rể đã trao nhau một lời, nhân này để nói ngàn lời, trăm năm hạnh phúc trọn đời thủy chung. Và cho phép được xin trân trọng tuyên bố, ngày hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2017, tức ngày 10 tháng 9 năm 2017, cô dâu chú rể Thế Hoàng và Mỹ Đinh chính thức được đón chiếc vợ chồng và xin được chào một tràng vỗ tay ạ. Vâng, và cho phép tôi được hỏi riêng chú rể ạ. Chú rể ơi, chú rể chờ đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không ạ? 1 năm 365 ngày thì ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Chú rể của ta không còn cái cảnh như ngày xưa, đi trên qua nhà cô dâu, điệu huyết giáo làm cô dâu tận tình.
Bây giờ chị đã chính thức là vợ của anh. Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đúng không ạ? Chính xác ạ. Con chưa kém gì mà. Chính xác ạ. Còn cô dâu của chúng ta thì sao ạ? Chị cũng không còn đến cảnh như ngày xưa, tay thường rửa bát, mắt thì nhìn xa xăm xem người yêu của mình đã đến hay chưa. Bây giờ anh Hoàng là chính thức là chồng của chị. Chị cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đúng không ạ? Vâng, và bây giờ vợ chồng không cần hoa nữa. Anh chị quay mặt vào nhau ạ. Và anh chị sẽ đặt bờ vai lên chú rể một người chồng của mình. Bờ vai này chỉ được phép dựa người chồng của mình đi suốt cả cuộc đời. Còn anh ạ, anh sẽ đặt vào bờ vai eo của vợ. Đúng là trên đời đẹp có gì hơn thế. Người với người sống để yêu nhau. Khi yêu nhau thì cho tròn vòng tay ấm áp cho nhau. Khi đến gặp nhau là một thử thách to lớn của tình yêu. Hai bạn đã trải qua lúc thăng trầm trong cuộc sống, giận hờn trong tình yêu. Thế rồi, hai ngày nhớ, ba ngày thương, bốn ngày đợi, năm ngày chờ. Ngày thứ sáu ta sang bên ngoài, ngày thứ bảy ta về bên đội. Ngày thứ tám hai ta đều vội, ngày thứ chín thiệp phòng đã trao. Và ngày hôm nay là ngày thứ 10, là ngày trọng đại nhất của cô dâu chú rể. Ngày cô dâu bươn hoa về nhà chồng, ngày cô dâu lộng lẫy nhất cho bộ bánh cưới. Em như có tấm thảo hiền, từ trong quả thị chui ra hóa mình. Em mãi mãi là một chén rượu lòng. Anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Em là một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và ngày vui trọng đại nhất của cô chú rể thì các cụ của chúng ta thường ví rằng người chồng hôn lên má trái người vợ trong ngày cưới sẽ sinh được 5 gái và 1 trai. Máu đây. Và hôn lên má phải người vợ trong ngày cưới sẽ sinh được 5 trai và 1 gái. Và hôn lên đôi môi lồng ấm của vợ mình trong ngày cưới sẽ sinh được 1 trai và 1 gái. Vậy thì anh Hoàng ơi, đây là vợ anh hôn vào đâu thì đúng không ạ? Anh hôn đâu ạ? Hôn được mong cũng được. Và hơi cháu nhỏ dưới 16 tuổi quay mặt đi thì tình trạng phê. Sau đó tôi sẽ đến 100 chú rể. Hôn vào đâu thì đúng không ạ? Vợ chồng để ý nhá. Và tất cả quý vị có thể sơn lên chiếc điện thoại để chụp những kỷ niệm lưu niệm nhất trong ngày cưới ạ. 97 98 99 100 hôn đi ạ. Và xin thay mặt cho tất cả hội trường xin chúc cô dâu chú rể của ta cuối năm có tin vui, sang năm có cháu bé, lớn sinh con trai đầu lòng con trai chắc chắn phải giống cha rồi, mà cha nó thì đẹp trai nhưng ta đơn thương diễn viên Hàn Quốc, còn con gái sống mẹ mười mươi, đôi môi trúng chín miệng cười thật là duyên. Em bây giờ xin trân trọng kính mời anh chị một nữa trở về. Ngay bây giờ thì xin trân trọng kính mời bác đại diện cho họ nhà chị trai, đó là bác Tiến. Vâng, xin mời bác Lương Minh Sơn ạ. Bác sẽ đại diện cho nhà trai sẽ cùng bước lên sân khấu. Có đôi lời phát biểu căn dặn với cô dâu rể cũng để chính thức nhận lời cháu dâu làm con trong đình. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa tất cả các vị quan khách hiện đang có mặt tại trong phòng cưới hôm nay, tôi thay mặt cho họ nhà trai trước hết xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt trong ngày vui hạnh phúc của hai cháu Hoàng và Linh. Sự có mặt của các vị là niềm cổ vũ và động viên vô cùng to lớn đối với hai họ, họ Mai và họ Nguyễn. Không có gì để dặn dò các cháu nhiều, nhưng mà tôi chỉ mong rằng sau ngày hôm nay, các cháu sẽ yêu thương nhau, chung sống với nhau cho đến mãn cuộc đời. Khi mà tuổi đã già, đầu đã bạc và răng đã bắt đầu lom. Và cũng rất mong là bằng tầm ngày sang năm, các cháu sẽ sinh được cháu trai đầu lòng. Tại vì sao thế? Bởi vì cháu Hoàng là cháu đích tôn của họ Mai, cho nên là họ Mai chúng tôi mong muốn rằng là cháu có cháu đích tôn để nối dõi cho dòng họ. Và cuối cùng xin thay mặt cho cả hai họ xin cảm ơn tất cả các quý vị đang có mặt trong buổi trong hội hướng trưởng nay. Chúc các vị thưởng thức bữa tiệc ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cho phép cháu được xin thay mặt cho tất cả hội trưởng cũng xin thay mặt cho nhà trai chân thành cảm ơn bác rất nhiều và chúc bác mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Và xin trân trọng kính mời bác Tiến đại diện cho họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cũng như để căn dặn với cô dâu rể một vài đôi câu và chính thức nhận cháu rể làm con trong gia đình. Xin trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa tất
công các bà đại diện cho họ nhà trai, họ nhà gái. Kính thưa cô bác, chú, thím, cậu, mợ, anh chị em, họ hàng, nội ngoại của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái. Kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu chú rể. Hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt, hai gia đình thông gia chúng tôi thống nhất tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Cô dâu là Mỹ Linh, chú rể là Thế Hoàng. Tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin kính chúc sức khỏe, gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị và các bạn đang có mặt trong giờ phút hạnh phúc trọng đại này. Thưa quý vị và các bạn, sự hiện diện của quý vị và các bạn đến với hai gia đình thông gia chúng tôi trong giờ phút này là một niềm vinh hạnh lớn đối với hai gia đình chúng tôi, và đặc biệt đó là nguồn cổ vũ động viên lớn cho cô dâu chú rể tự tin bước vào cuộc sống hạnh phúc mới. Thưa quý vị và các bạn, hai cháu tuy lớn nhưng chưa hẳn đã khôn. Từ trước tới nay các cháu sống trong gia đình được sự đùm bọc che chở của gia đình. Hôm nay các cháu bước sang cuộc sống hạnh phúc mới, độc lập cho riêng mình, không tránh khỏi những va vấp bỡ ngỡ buổi ban đầu. Trước hết, hai gia đình chúng ta tiếp tục bảo ban giúp đỡ hai cháu để cho hai cháu ngày một hoàn thiện hơn. Hai gia đình chúng tôi cũng rất mong được sự quan tâm chỉ bảo của quý vị và các bạn dành cho hai cháu. Một lần nữa, gia đình chúng tôi rất cảm động và biết ơn tới tất cả quý vị và các bạn đang có mặt trong giờ phút hạnh phúc này, đã không quản ngại dành thời giờ quý báu đến chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Sau đây, gia đình chúng tôi, hai gia đình chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng nâng cốc chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu và dùng bữa cơm thân mật chung vui cùng hai gia đình chúng tôi. Hai gia đình chúng tôi xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin thay mặt cho tất cả hội trường, cũng xin thay mặt cho hàng gái, hàng nhà trai chân thành cảm ơn bác rất nhiều và chúc bác mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và chân thành cảm ơn bác. Bác sẽ phải trở về vị trí cũ của mình. Thế bây giờ chúng ta một đứa sẽ cùng ngược hướng mắt xấu để đón xem thầy phút trọng đại nhất. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể của ta trở về bên tay trái của tôi, bạn nhất. Kính thưa quý vị, tâm chân đối chân cùng, những tay huy mạng xin đừng côn nhau. Trăm năm đồng bạc bãi đầu, nhưng câu hợp tâm đầu hôm nay đó là ghi lên các bánh và chất trọng kính mời cô dâu chú rể cùng chung tay các đất tổng tham bánh được sự ngọt ngào trong tình yêu. Trên trân trọng kính mời anh chị ạ. Em ơi, cô dâu ơi. Chào một tràng bàn tay. Một tình anh như thủy sóng dâng cao, và tình em như giải lụa đào thiết tha. Giờ đây chúc lập tại nhà, tình em đẹp chát hòa như hoa trái bộ xuân. Chân trời toàn mãi xanh tươi, chúc cho tôi tâm như vậy. Thế Hoàng và Minh Đông được trọn đời trọn nhất bên nhau. Vui không thể thiếu rượu sâm anh. Xin trân trọng kính mời anh chị cùng chung tay rót được tầng tháp ly, được sự ngọt ngào trong trắng tâm tình yêu. Xin trân trọng kính mời anh chị. Đúng là rượu đào chưa nhấp đã say, rượu tình chưa nhấp mà say suốt đời. Cùng nhau rót chén rượu mừng, dẫu canh dẫu nhạt xin đừng quên nhau. Trăm năm đồng bạc mái đầu, nhớ câu huy hợp tâm đầu hôm nay. Toàn thể hội trường đã được chứng kiến giây phút, đó là giây phút rót rượu của cô dâu chú rể trong ngày cưới. Yêu nhau mấy lưới không trèo, mấy sông không lội, mấy đèo không qua. Yêu nhau chẳng quạt đường xa, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Tonight,
gửi tới đấng sinh thành dưỡng dục của hai bên đình. Kính mời cô dâu trẻ sẽ đứng im ạ. À, sau đó hai bên gia đình sẽ bước sang một bước ạ. À. Chúng bên đây mở bước và sau đó cách mặt vào nhau ạ. À. Hai bên gia đình sẽ uống cạn ly rượu, một chiếc bắt tay lồng lộng nhất để kết chặt tình nghĩa cao sơn ạ. À. Và tất cả có chưa một tràng vỗ tay được không ạ? Đúng là thúc cha như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngàn năm đi đá phải mòn, công cha với mẹ trọn đời chúng con không thể quên. Nếu cuộc sống của ta không có tình yêu thương người cha, không có sự đùm bọc người mẹ, không biết cuộc đời chúng ta sống ra sao. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin chúc hai bên đình thắm đượm tình thông gia và trân trọng kính mời hai bên đình trở về vị trí cũ ạ. Và trân trọng kính mời anh chị một lần nữa bước lên sân khấu ạ. Sau đó quay mặt vào nhau ạ. Và đan tay uống rượu giao thề, em như một chén rượu đồng, anh chưa tiếp việc mà lòng đã say. Em là một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và tất cả con trường trước khi cô giáo sẽ uống cạn cái rượu và tất cả thể con trường ạ. Rót ra đi ạ. Tất cả con trường rót cái bia đi rượu ra, sau đó nâng cốc ạ. Tôi sẽ đến 1, 2, 3 cùng uống cạn với đi rượu của cô giáo sẽ ạ. Ngày vui trong lại nhất. 1, 2, 3 rồi. Thông tin đó là trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể đã có những kỷ vật thiêng liêng nhất. Và người mẹ chồng đang trao chiếc vòng cho con dâu trong ngày cưới. Và tôi cũng vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc trên bờ mi của người mẹ. Đó là một niềm vui và hạnh phúc nhất và người con xứng đáng được gặp ạ. Vâng, mọi chân trọng kính mời mẹ của con dâu sẽ có những món quà để... Và xin giới thiệu đó là bà ngoại ạ. Có những kỷ vật thiêng liêng nhất để tặng hai con trong ngày cưới hai cháu. Gái của chú rể ạ, cũng có những kỷ vật thiêng liêng nhất để tặng hai em trong ngày cưới. Sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi
Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè. Vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. 1
rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời.